Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hola Peso. Xin chào mọi người. Hola, xin chào mọi người. Hola, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình có mặt sớm ở dưới nông trại ấy, tại vì là hôm qua thì có một vị khách mà hỏi mua rau ấy, ở trên chợ đầu mối ấy. Họ có dặn mua toàn bộ cái số xà lách của mình ấy. Đấy, xà lách của mình thì nói chung là nó cũng chưa được to lắm, nhưng mà mình sẽ thu hoạch những cái cây to được để mình bán đấy mọi người. Đây này, những cái lúa ở phía trước này này, đấy, là mình sẽ cho thu hoạch và bán hết. Cái này thì mình sẽ nhập đến chợ đầu mối mọi người ạ. Đợt này thì rau xà lách cũng khá là nhiều ấy. Thường thì mình bán là 3 cây như thế này là 500 quan này mọi người. Nhưng mà bây giờ ở chỗ khác họ bán giá rẻ hơn đấy. Hôm qua mình cũng có thử lên trên đấy tham khảo xem nó như thế nào ấy mọi người. Thì ở trên đấy họ thu mua kiểu như có chỗ khác họ bán rẻ hơn ấy. Thì đâm ra là ngày hôm nay mình cũng phải bán những cái chỗ này, là mình sẽ bán thấp xuống, thấp giá xuống mọi người ạ. Cắt hết luôn hay là sao ấy không? Cắt cái nào to cắt luôn này ạ. Cái nào mà như nhỏ nhỏ như thế này á, mình để lại. Ở chỗ này thì cũng có một số cây nhỏ hơn, là bởi vì là đợt trước mình có dăm vào ấy, bây giờ nó cũng chưa to ấy. Những cái cây nhỏ đấy thì mình sẽ để lại cho nó to, rồi vài bữa là mình sẽ thu luôn. Đấy, xà lách thì ngoài một số cái cây to như thế này này, đấy, thì còn một số cái cây nhỏ mà đợt trước mình dăm vào đây này, nó đang nhỏ ấy. Cota số grande á. Thu hết chỗ này cũng khá là nhiều đấy. Hôm nay là cho thu hết. Antonio, voy você vamos una plaza vende. Você senta vende la. ¿Ah? Antonio, mucho tiempo también vende la, también así, ¿no? Fui no barraza, ¿no? Vende ahí no, no casa. Cuando le va a plaza, tipo sozeni, ¿no? Tá bom, já aguenta. Bé grande, é pequeno na cota, é? Pequeno fica ainda. Tá bom. Yeah? Sim. Na tu também, é? Sim. Ở cái phía trước này thì cái rau xà lách của mình trong ở đấy nó cảm giác nó không được tốt bằng cái rau ở phía sau nhỉ? Dạ. Ở phía sau hình như cái đất đó nó đẹp hơn, mà cái đất này là mình trồng nhiều quá rồi á. Nó trái đất mất này. Đấy, thế tương này cũng khá là nhiều đấy mọi người. Kim, nào đi bây giờ là mete sinh cả là. Ô, để mà tính luôn chứ em. Không tí em xuống ngồi chơi em tính với chị luôn không được. À. Bởi vì chia bảo là cắt hết vườn đi. Antonio, você corta tem que tipo eu velho, não fazer limbo. Tiền hàng cái này đi chua xinh. Thường thì là các chị xuống dưới này mua ấy, là các chị sẽ gọi là nhổ cái rễ luôn đó mọi người, xong rồi đi rửa ấy. Còn chị này thì mình xuống sớm ấy, mình nhổ sớm lên là chị sẽ bán lại cho các dân buôn khác ấy. Thì là chị bảo là cắt luôn, cắt cái phần đất đi để cho nó sạch ấy. Mấy ngày hôm nay thì dỗ nhà mình ấy, thì là kiểu như không biết là bị bắt hay là đi đâu, đi lạc đâu ấy. Đi lạc mất 2 ngày. Đấy, ngày thứ 3 mới quay về đây này. Nói chung là về là thương tích đầy mình luôn. Được rồi. Đây này, chân bây giờ là giống như kiểu là bị ai họ chặt đấy. Đấy, đây này. Họ chặt cho chân là bị thương hết đây này. Không biết là bị trộm rắc đi hay là người quen rắc đi, xong rồi bây giờ về này. Đấy, đi khắp kha khắp khiến ấy. Antonio. Ontem já foi na tribunal? Sim, já. Tribunal disse como? Falta um testemunha. O moço dele, que não deu o que está presente, não fala bem. Ele acabou de conversa, falar a verdade, não falar a verdade, então. Vamos falar na história, esperar o testemunho, então. Falta mais 16 de agosto. Está 16 já, último dia. Falta um testemunho. Assim, aquele testemunha ontem não vem para alguém? Aquele que quer de onde? Ah, assim vizinho? Sim, vizinho, aquele é irmã eu. Ah. Irmã, como prima. É. Então ela acompanha tudo. Como irmã eu isso e tal. Acompanha isso e tal. Então aquele perguntar se irmã eu isso, já escutar
morta ou não é morta, ainda viva. Agora ele fala viva, mas eu falo já morta. A tribunal fala então não. Mas costuma falar muito verdade. Eu penso isso fácil, tipo, quando assim, né? Você pergunta no coisa, no documento no hospital. No hospital vai falar quando chega a morta, ele também escreve lá. Se escreve, mas outro documento, outro não mete. Ah. Outro não mete, tá? O documento está falando, está esperando para o testemunho. Ah. Yeah. Hình như là có khách phải anh ạ. Ừ. Đầu kia lại có khách vào hỏi mua hay sao ấy? Assim ele fala dia quanto? Dia 6 de agosto. De agosto? Sim. Dia 6 de agosto? Sim. Ah. Tháng tới đây nhỉ? Assim cái này của nhà cái marido dele gosta sempre mentir. Sim. Marido assim bem malandro. Oh, um dia để mình sẽ tạm dừng một chút cho mọi người để mình tiếp khách là. Nhà mình là vừa mới thu hoạch xong 6 cái luống rau xà lách ở khu vực phía trước này nè mọi người. Hiện tại thì vẫn đang còn một số cây nhỏ ấy, thì mình đang để lại. Mình chỉ nhổ những cái cây to thôi. Đấy, chưa hết, nhưng mà ở phía ngoài cái xe bàn tải của mình là cái thùng xe đấy là nó đầy ắp luôn đấy. Ở phía sau này này. Đấy, rất là nhiều luôn. Công việc thì mình lên trên kia thì chỉ có chế gì không anh. Đây này. Đấy. Rất là nhiều luôn, đầy ọp cái này luôn. Rau sống mà nhiều như thế này không biết chị tiêu thụ kịp không ấy. Chị này là lấy để bán cho các mối anh. Kiểu như chị bán lại cho dân buôn khác ấy. Đấy. Chẳng hạn như chị Avozinha là chị cũng kiểu như là buôn nhỏ lẻ thôi. Còn cái chị này là chị nhập cho kiểu nhiều người luôn ấy. Ở trên chợ đầu mối đấy thì chị cũng có khách quen đấy. Nên là chị cũng biết cái chỗ của mình thôi thì chị xuống chị thu mua cả vườn luôn. Dạ. Bây giờ đi nhỉ? Người Antonio gầy. Mình phải cho thêm Antonio đi nữa để bạn ấy gọi là trông nom rau ấy mọi người. Lên trên đấy thì ở trên chợ đầu mối đấy thì rất là phức tạp luôn. Rất là lộn xộn ấy. Những cái thanh niên mà kiểu như choi choi là hay nhảy đô lắm. Nên là cho cả Antonio lên đấy để mà trông coi mọi người. Dạ vâng một nhé. Você é bem bonito. Você tem que ir, não ir lá. Depois muito confusão lá. Não, não pode ser confusão. Bây giờ mình sẽ video ở đây nha mọi người. Mình sẽ đi lên trên đây để nhập hàng cho người ta. Chút nữa thì về mình sẽ lại review cái nông trại cho mọi người xem nha. Vâng. Dưới cái chợ đầu mối này thì thường thì có những cái xe mà họ chở nông sản ở các nơi về họ nhập bán ở ngay cái chợ đầu mối này nè mọi người. Đấy, ở phía bên xa kia cũng có những cái xe gọi là họ chở nông sản về rau rứa rồi thì khoai rồi các cái loại nông sản đấy mọi người. Đây này, những cái xe như thế này là những cái xe chở nông sản lên nhập đây này. Đấy. Hiện tại thì cái rau của mình thì cũng được rất nhiều cái vị khách họ ưa chuộng này, họ đang tranh giành nhau lấy đây, các loại buôn đang tranh giành nhau lấy để về bán ở các cái chợ nhỏ ấy. Đấy. Đấy. Và một điều bất ngờ nữa là cái vị khách mà mua rau của mình đây mua số lượng lớn này là mẹ của bạn Avozinha luôn. Mình bây giờ mới biết đấy.
Nhà cô dưới nhà đang tranh thủ gọi là bán rau cho cặp cháu chị ấy. Rau rất là đắt cách này. Ở chỗ đầm mới này thì các nông sản này bán có cái giá rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, mình chỉ gọi là quay sơ qua một chút thôi nha mọi người. Chứ, tại vì ở đây họ cũng không thích mình ghi hình đâu. Đấy. Mình gọi là quay phiền phiền thôi. Đấy, đây là những cái thanh niên mà hay tới gây sự đấy. Um dia, isso sa, sa cacinde. Eu tenho muito cacinde, não quero comprar? Não, vou chamar. Não, eu tenho muito cacinde. Assim vende cubo quanto? Uma cubo quanto? Esse aí? Assim, já mistura açúcar aí? Ainda. Ainda. Bên này thì có bác này đang bán sân nướng nè mọi người, sân nướng với cả là với cả cái gì đây, chuyền nướng à, isu quan tệ à xin du zen à ki quan tệ bê tan thì quan xin quan tệ ese đaiu isu ya đaiu đổi ya du zen tu à isu zin của bác bên đây quan tệ cú cú assim assim já tá coisa bague 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 đem bóp cái này nó nhỏ lại mọi người, này bóp cho nhỏ lại đấy, bán với cái này là giá duzen rồi nhé, duzen à cái này xem assim tem que não pode entortar isso á đấy, bán rất là mèo này, bóp cái này nhỏ lại để bán cho nó lời hơn đấy. Đấy tá bom. Đây là đôi aki. Ý aki là có rồi á. Aki là đi du dân rồi á. Bên này ăn ăn cái chuối này với cả chuối nướng hoặc là cái sắn nướng như thế này nè mọi người. Đấy. Là ăn với lạc rất là ngon. Yeah. À xin xây xem rồi này. À đã mai dùng. Phải rồi đã. 600 mua cho Antonio một cái hả mai na đã không ăn à, không ăn Sega Antonio Pegaso đấy. Đây là hai quả chuối với từng này là 600 quan nè mọi người này. Này. Aki mama. Dạ, obrigado. Mimi tan. Hả? Để chờ đầu mối này thì ngay trước mình cũng đã ghi hình lại cho mọi người xem ấy. Ở đây là bán tất cả các những cái đồ dùng thiết yếu này với cả là những cái nông sản ấy là tập trung về đây. Rồi thì những cái loại cà khô đồ này nó mọi người đấy là tập trung về bên chỗ này hết. Ở bên này còn có cả bán cả than này. Đấy, than rồi cám rồi thì chanh quýt cả kiểu này nọ đấy. Mana Zizi? Tudo bala? Ya, yeah. So você?
Đấy. Gì gì bởi quán đấy? 500 đấy. Bên này là 500 này, gừng tương này bán 500 này mọi người. Đấy. Cả chị bán giá thế này là... À cái kinh nhiên thôi. À cái đô dân rồi. Đấy. Để tí thế này mà 500 hay 200 này. Đấy. Cái gừng bán được giá nhưng mà sợ là kiểu như đắt quá là người dân ở bên này họ không có mua ấy. Ở dưới nông trại thì mình cũng đang trồng một số lượng lớn ớt, ớt kiểu như thế này này, ớt mình gọi là ớt quáng con lá đấy. Ớt này thì nó rất là cay, ở bên này bán rất là được luôn. À xin là ta quan thế. Nghĩ à? một cái lon như thế này là 1.000 đấy. Cái bàn của Mimi đấy mọi người. Rau xà lách của mình đi cũng đang được các chị ấy thu mua rất là nhanh. À, đấy là mẹ của Abu Zinha. Có điều mày. Cái bà con này là cái bà mà thu mua toàn bộ cái rau xà lách ấy là mẹ của chị Abu Zinha đấy. Bây giờ là đang giao cho con bạn ở phía khu vực ngoài này. Hiện tại thì ở ngoài này thì chị Abu Zinha chị cũng đang rất là đông khách này. Khoảng tầm được 1/3 cái thùng xe của mình đấy. Mình vừa mới bốc xuống cái là chị bán là rất là nhanh luôn. Mình vừa mới ở trên chợ đầu mối trở về dưới nông trại mọi người. Ở trên đấy thì mẹ Abu Zinha cũng bán gần hết đây. Gần hết đây. Ê! Falachao! Xin chào! Ấy nó sao sabe. Đấy mình cũng đưa một chị ở bàn của Abu Zinha xuống đây mua rau đây. À? Você quer responder, você responde. À phải sao mà? Ai có mẹ mình ta. Xin chào mọi người, mình tên là Josefa. Chị chào mọi người, mình là Josefa. Đấy, Josefa, chị Josefa hôm nay là mua cải này. Cải trun su đa đấy, cải nhà mình vừa nãy lá nó cũng khá là tối. Đấy. Yeah, ta bông. Sao lồ lồ nha. Không cũng sao đây. Có đôi lá. Compra quante? Compra, compré 5 mili. Đây. 6 mili. Mới chào nghe nó vào năm. Você três, a vozinha três. Sim. A minha irmã ficou a bonzinha. Você assim leva ele cedo na coisa? Vou levar ela cedo na praça. Ei, bom ontem, né? É bem com a tia Josefa, né? Não frio? Ela está sendo olhada devido ao frio. Assim você usa uma coberta? Sim. Para tapar ela, né? Sim, estou usando a coberta. Anh có biết cái này cái gì á? Cái bù lù đúng không? Dạ. Nó biết chi nhổ cái làm gì? Cái này mà bù lù lù. Mà bù lù lù. Eso no se llama bù bù lù. Bù lù. Bù lù. Que no es como bù lù es otro. Es bien amargo. Ah, eso para hacer qué? Es de dolor de estómago, para febre tifoide, para ver a agua, você beber aquela agua. También tiene personas que comen esta folla, para controlar
Vá trocar água, vá refogar, vá comer folha, vai ter sal, prepara maci e pro couve eu te põe pra ter feijão. Cái này là chị bảo là chữa được rất là nhiều bệnh này. Cái lá này bể ra xong là chân qua nước á, xong là sao cũng nghe bằng ngon lắm. Ok Ly. Ok. Ta xóa ra kìa. Ly. Đi ra mau ai. Nó chụp ra mau á. Tô mà. Ai mà của. Tô brinca, Elena come. Ở phía ngoài này thì các bạn này đang tiếp tục cái công việc đào hố ở khu vực này. Mình thì mình bảo là để thiết kế cái xẻng cái thuồng để các bạn chắn này cho nó nhanh ấy, nhưng mà mình chưa có cái thời gian này, để chút nữa thì mình về dưới nhà mình sẽ thiết kế cái thuồng đấy, hay là gọi là cái máy đào đất hay là cái gì đấy để cho các bạn ấy chắn và đưa lên cho nó nhanh. Tại vì là cái mà kéo cắt đất ấy mọi người, là mình đã tiến hành làm rồi nhưng mà nó không hiệu quả so với cái kiểu như là so với cái loại đất này thì nó không có hiệu quả ấy, nên là tạm dừng. Đấy, nước để một đêm mà từ lúc sáng đến giờ bơm không kịp luôn này. Hiện tại thì cả bạn phải là đào như thế này. Hola peso. Hola, xin chào mọi người, tôi là Antonio. Xin chào. Ui. Hola, xin chào các bạn, tôi là Bát Duy. Bát Duy. Bát Duy phát gì kia ấy? Você vê onde é a altura? Já? Ainda pequeno, espera ainda. Careca, bây giờ là cuộc mặt mũi không thấy gì nữa. Đấy, cuộc như thế này là nó vắng lên trên mặt đi. Vắng lên thì nó rất là dơ, nó rất là bẩn luôn đấy. Còn mà mình đạp được cái thuồng, cái đao kia thì nó sẽ không bị vắng lên. Mà làm có lẽ là nó sẽ nhanh hơn. Já pensa quanto é metro aí? Aí? É. Ali eu pensar um metro e 30, 60. 30, 60? Sim. Imagina, vamos terminar aqui hoje. Depois quando eu direto da água, eu vou fazer mais pelo menos 2 metros. Acho mais. Yeah. Vamos fazer devagar. Ainda também muito cansado aqui lá. Né? Antônio. Nosso couve já acaba tudo. Nossa alface. É. Acabar. Até Mimi também vende outra coisa aí. Truchuda aí dentro. Tốt. Mai tarde eu vou fazer o coisa. Aquele eu que ontem falar. Aquele pizza cortar igual adobe, depois levanta com mão. Para não cavar assim dá muito sujo. Para bater no cara, né? Vamos ver se dá certo. Tá bom, vamos fazer. Se não dá, ainda vamos começar a falar com o cara. Provavelmente tá tudo coisa. Qual é melhor fazer? Qual é. Não tá bom? Tá vendo? Comparar. Água muito, hã? Sim. Só um quá là mình bơm cạn nữa đấy mọi người. Nhưng mà từ để một đêm tới sáng là nước nó lại ngập hết luôn. Ngập hết toàn bộ. Hoje em seu lá em cima também? Sim, tudo boa entrar. Tudo água assim coisa. Đấy, nó ngập lên cả những cái phần này là ngập lên hết luôn mọi người. Nên là mình đào cái hồ này thì không lo về nước đây. Bây giờ thì mình xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người, để mình đi vào trong thành phố mình kiếm những cái đồ vật dùng để mà mình thử chế tạo cái máy đào đất ấy, thì để cho các bạn làm xem thử như thế nào. Thì xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào, hola. Xin chào.